Top những ngành đại học vô dụng nhất ở Việt Nam. Số là cách đây 2-3 tuần thì các bạn trong ekip có gợi ý cho anh làm reaction về một cái video clip được viral ở trên mạng xã hội, chia sẻ về top những cái trường đại học vô dụng nhất. Và y như rằng luôn là cái quả content đó trong thời gian qua đã nhận được rất rất nhiều gạch đá chỉ trích từ báo chí chính thống cho đến cộng đồng mạng, cho đến những chuyên gia trong ngành nhân sự và tuyển dụng. Thì thẳng thắn đi các bạn, cái ngành truyền thông bây giờ là nghiệp quật á, nó còn nhanh hơn 5G nữa. Nhưng mà cái điều thú vị nhất đó là sau cái drama đó thì các bạn trong ekip lại gửi cho anh xem một cái video clip về cái cách xử lý khủng hoảng của chủ kênh khi mà hứng chịu rất nhiều những cái chỉ trích và bóc phốt. Thì quả nhiên là có một cái ngạc nhiên rất là thú vị. Đầu tiên là trong cái video clip đó, cái bạn chủ kênh đã hùng hồn tuyên bố là bạn thấy những cái người góp ý và chỉ trích bạn đều là những người không có kết quả ấn tượng hơn bạn, không có những kết quả mà bạn thật sự mong muốn đạt được. Còn những người mà hay góp ý, đánh giá, ý kiến, ý cò này kia về những cái gì mà mình làm á, từ góc nhìn của mình thôi, họ không có cái được cái thành công mà kiểu như mình muốn, mình thèm khát từ họ. Và bạn tuyên bố là nếu cái người phản hồi, đưa ra ý kiến, chỉ trích mà không có kết quả ấn tượng hơn bạn thì bạn sẽ không quan tâm tới những ý kiến đóng góp đó, và những quan điểm và những ý kiến đó đối với bạn không có giá trị. Họ không có cái thành công nào đó để mà kiểu như mình nhìn tới, mình kiểu như là mình đánh giá cao để mà mình cân nhắc cái quan điểm của họ cả. Cho nên cái quan điểm, cái góp ý của họ, cái đánh giá của họ đối với mình á, mình cảm thấy nó không có giá trị nhiều cả. Khi mà anh nghe tới chỗ đó, anh cảm thấy buồn cười vì nhột. Cảm giác như là bạn đó đang dùng vũ trụ tâm linh để nhắn gửi một cái gì đó cho mình vậy các bạn. Bởi vì nếu xét về kết quả và sức ảnh hưởng hay là thương hiệu cá nhân, ở thời điểm này anh hiện có kết quả cao hơn bạn trên tất cả các nền tảng. Và xét về cái việc huấn luyện kỹ năng, anh cũng nằm trong cái thế hệ bắt đầu sớm trong những cái học viện huấn luyện kỹ năng ở Việt Nam, đi dạy tới giờ là gần 15 năm rồi các bạn. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là anh giỏi hơn ai hết, nhưng mà có thể là vì anh bắt đầu sớm hơn thôi. Nhưng thẳng thắn là về mặt kết quả anh cao hơn bạn, cho nên tự nhiên coi tới đó cái mình có cảm giác như là bạn đang trực tiếp gọi tên mình luôn á các bạn. Anh nhạy cảm không? Nhạy cảm quá. Cho nên là anh vô thẳng cái clip của bạn luôn. Anh comment một cách rất là lịch sự, nói là mình có cái kênh YouTube có subscriber giống vậy, có cái kênh TikTok giống vậy nè, thì không biết là mình có đủ trình độ để góp ý cho bạn hay không. Và rồi bạn cũng trả lời rất là lịch sự, đó là có, nói đi anh, quan điểm của anh thì em sẽ cân nhắc. Wow, sướng chưa, ngầu chưa các bạn, có số má nó khác lắm. Sau đó anh nói là đùa thôi em, và anh rút hết phim. Bởi vì ai rảnh đâu các bạn ơi, trời ơi rồi trời, không nói đùa thôi. Chứ thứ nhất là bởi vì rõ ràng là bạn cũng đã công nhận là đây là cái chiêu để câu view, cho nên là bây giờ mổ xẻ cái chuyện đó ra thì có ích gì đâu. Và cái thứ hai, dù là bọn anh đều là dân có chút hiểu biết về mặt truyền thông ha, rồi cũng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhưng mà nghe cái quan điểm của bạn là biết ngay là anh và bạn theo đuổi hai cái trường phái và nguyên tắc rất là khác nhau, và có khi còn đối lập nhau nữa. Cho nên nếu mình đã biết là mình khác nhau rồi thì cãi nhau để làm cái gì? Mỗi người có cái khán giả của riêng mình, và việc ai nấy làm, mình làm tốt thì tổ đãi, mà mình làm sai thì tổ quật, vậy thôi. Và rồi cuối cùng, cái bạn chủ kênh đâu phải là học viên của anh đâu, mà anh cũng chả phải bạn bè gì của bạn hết, cho nên là anh tốn công để anh góp ý cho bạn để làm cái gì, mà chắc gì người ta đã trân trọng cái góp ý của mình. Do đó, cho những bạn mà biết đâu đã bị dư chấn bởi những cái sự bâng khuâng và hoang mang về ngành học sau khi xem cái quả clip viral ở trên mạng xã hội, cái video clip này anh làm cho khán giả của anh, cho các bạn. Còn bây giờ xin chia sẻ với các bạn quan điểm và góc nhìn của ông Quéo, top 5 những trường đại học vô dụng trên thị trường ở thời điểm này. Thứ nhất là những trường cung cấp những ngành học mà nhu cầu trên thị trường ngày càng thu hẹp hoặc có xu hướng sẽ bị thay thế bởi AI và robot. Ví dụ như ngành xuất nhập khẩu, giao dịch quốc tế, 20 năm về trước nó cực kỳ quan trọng khi chúng ta mới mở cửa nền kinh tế. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà cái việc giao thương rồi tất cả những cái dịch vụ giao nhận nó được làm cho linh hoạt và trơn tru và dễ dàng hơn rất nhiều thì cái ngành này nhu cầu nó sẽ hẹp lại. Rồi ngành hành chính nè, thư ký nè, lái xe nè, giao nhận nè, thì những công việc này ngày hôm nay sẽ được thay thế rất là nhanh bởi smartphone, bởi xe tự hành, bởi AI và robot. Rồi ngành giao dịch ngân hàng, dịch thuật, thiết kế đồ họa, copyright cơ bản, đây là cái ngành mà nó đang bị đe dọa rất lớn bởi ChatGPT 4.0. Top 2 đó là những ngành học vẫn rất là quan trọng cho thị trường, nhưng
giáo trình và công nghệ được giảng dạy trong cái ngôi trường đó thì lỗi thời và cũ kỹ. Trong trường hợp đó, khi ra trường các bạn vẫn có thể có được việc làm nhưng mà thu nhập thường rất là thấp và sự cạnh tranh rất là cao. Ví dụ như là ngành nông nghiệp. Đây là nhu cầu rất lớn, nhưng nếu ngày hôm nay chúng ta không tiếp cận được với những cái phương pháp triển khai nông nghiệp hiện đại, sử dụng internet, sử dụng máy tính, sử dụng các cái thiết bị tự động, thì chúng ta sẽ đi lùi rất là xa, và cái đời sống của người nông dân khi đó sẽ rất là khó khăn và chật vật. Rồi ngành may mặc, thực phẩm, thậm chí những ngành cực kỳ quan trọng như là kinh tế như là giáo dục và y tế. Nhưng nếu ngày hôm nay chúng ta vẫn mang những cái tư duy cũ, những cái phương pháp truyền thống, thì chúng ta sẽ tụt hậu. Và chẳng trách sao là cái đời sống và thu nhập của chúng ta sẽ rất là chật vật và khó khăn. Thứ ba, những trường học với chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra dễ dàng. Cơ bản là chỉ cần các bạn đóng đủ học phí và các bạn cố gắng ở mức vừa phải, thì sau 4 năm các bạn sẽ có cái bằng trên tay. Mà nói thẳng ra, đó là các cái dịch vụ bán bằng đại học trá hình. Còn thực lực của sinh viên thì không có đảm bảo. Khi đó các bạn học ra cầm cái bằng đại học đó nhưng mà thực lực không có thì 100% là vô dụng. Thì những cái trường đại học giống vậy ở Việt Nam thành thật mà nói là cũng có nha các bạn. Còn dĩ nhiên là anh không có thể nói tên ra được. Nhưng để các bạn phân biệt cho dễ thì anh sẽ đề cập tới những cái trường mà không bị cái điều này. Hay nói cách khác là những cái trường đầu vào đã khó nhưng chưa chắc là vào được, nghĩa là ra được. Ví dụ Bách Khoa nè, Đại học Luật nè, Đại học Y Dược nè, Đại học Kiến Trúc nè, học tét máu mắt ra thì mới ra trường được. Và điều đó có nghĩa là các bạn bước vào thị trường với một cái bản lĩnh vững vàng, với năng lực được kiểm chứng. Cái này là cái rất quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta không có thực lực thì dù mình có cầm cái bằng đại học trên tay đi chăng nữa, nó thật sự vẫn vô dụng trên thị trường. Right. Top 4, đó là những trường đại học đặt nặng lý thuyết, giảng dạy theo cái kiểu truyền thống, học vẹt, thiếu cái sự gợi mở tư duy, phát triển khả năng phân tích tổng hợp, khả năng phản biện, khả năng nghiên cứu cho sinh viên. Những cái trường mà ít những cái hoạt động thực tiễn, những sân chơi, những cái kết nối cho sinh viên với những doanh nghiệp, với những phòng lab, với những viện nghiên cứu. Thẳng thắn đi các bạn, là nếu chúng ta học những cái lý thuyết chỉ sau khoảng 4 đến 5 năm, những cái lý thuyết chuyên môn nó sẽ sớm trở nên lỗi thời và vô dụng. Cho nên cái quá trình học đại học, một cái ngôi trường tốt sẽ giúp phát triển được cái năng lực tư duy, cái bản lĩnh và cái sự kết nối của sinh viên đối với thị trường. Thì đó là những điều cực kỳ giá trị mà chúng ta phải tìm kiếm trong ngôi trường. Và cuối cùng, thứ năm, trường học mà giảng viên cơ hữu thì ít mà phần nhiều là chạy show, dạy để kiếm thêm thu nhập, ít cái sự tâm huyết và sâu sát trong việc gợi mở và dẫn dắt cho sinh viên. Rồi sinh viên đi học thì cũng không quá là sáng sủa, đi học lè phè làng nhàng, thiếu sự tự tôn và ý chí. Không dám nói là vô dụng, nhưng cái môi trường học như vậy thì nó độc hại. Bởi vì chúng ta sẽ là trung bình của những người bạn học của mình. Cho nên nếu chúng ta sống và làm việc, nghiên cứu trong một cái môi trường của những người lè phè, uể oải, mệt mỏi, không có tinh thần, không có ý chí, thì chỉ một thời gian ngắn thôi, cái năng lượng, cái tinh thần, cái ý chí, cái hành vi, thói quen mà nhận thức của các bạn sẽ sàng giống bạn bè của mình. Thì đây là điều thật sự rất là nguy hiểm. Góc nhìn này khi mà anh chia sẻ thì có thể những bạn sinh viên mới ra trường sẽ chưa cảm nhận được. Nhưng sau 10 năm các bạn sẽ nhanh chóng nhận ra là cái tài sản lớn nhất mà các bạn tích góp được trong những tháng năm thanh xuân đó có khi không phải là kiến thức, có khi không phải là chuyên môn, mà đó là tình bạn và sự kết nối với những con người giỏi giang, thú vị, đầy cá tính, đầy nhiệt huyết mà các bạn may mắn được gặp trong những ngày tháng thanh xuân đó. Thì ngày hôm nay nhìn lại, anh nghĩ đó là tài sản có giá trị lớn nhất sau 15 năm anh tốt nghiệp ở Trường Đại học Quốc gia Singapore. Đó là nếu cái ngôi trường mà các bạn chuẩn bị vào hoặc đang học nó không bị mắc phải cả năm yếu tố trên, và các bạn thật sự bước vào một ngôi trường đỉnh của chóp, học một cái ngành học thật sự rất tiềm năng và có đầy rẫy cơ hội trong tương lai, nhưng nếu trớ trêu thay các bạn lại không phù hợp với cái ngành học đó, các bạn không thật sự hứng thú với cái lĩnh vực nghề nghiệp đó trong tương lai, thì đích thị đây không chỉ là một sự vô dụng mà còn là một thảm họa. Bởi vì trong trường hợp này, cái việc thầy cô rất giỏi và có mong đợi cao đối với sinh viên, bạn bè xung quanh mình toàn là những người tự tin, có bản lĩnh, có chí hướng, nó chỉ càng khiến cho các bạn cảm thấy áp lực, tự ti, chán nản, mơ hồ và mông lung về bản thân và bế tắc mà thôi. Cho nên, tóm lại, từ góc nhìn của anh, sẽ không thể nói một cái ngành cụ thể nào, một cái trường cụ thể nào là vô dụng hết. Mà để biết được là cái việc học có thật sự hữu dụng cho bản thân của mình hay không,
nó dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất là cái nhu cầu và xu hướng của thị trường, cái môi trường học, làm việc và nghiên cứu của các bạn. Và yếu tố cuối cùng, quan trọng nhất, đó là bản thân của mình có biết là mình thật sự muốn cái gì, thích cái gì, có những năng lực tố chất gì và có định hướng gì cho công việc và sự nghiệp của mình trong tương lai hay không. Làm rõ được cả 3 yếu tố đó, các bạn sẽ phân định được là môi trường nào, ngành học nào thật sự hữu dụng cho bản thân của mình. Đó là quan điểm của anh về sự hữu dụng của bằng đại học. Còn lại, dĩ nhiên nếu ở thời điểm này, ngồi bên kia màn hình, các bạn có rất nhiều những cái câu hỏi khác về cách để tận dụng những ngày tháng thanh xuân của mình, cách để học đại học sao cho hiệu quả, cách để có được nhiều cái sự trưởng thành nhất trong những cái năm tháng đó, thì các bạn có thể theo dõi những cái bài giảng mà anh đã chia sẻ nhiều rồi trong suốt mấy năm qua ở trên kênh YouTube về 3 yếu tố quan trọng nhất mình phải học được trong thời sinh viên, những sai lầm lớn nhất mà một sinh viên thường hay mắc phải, hay là những cái tư vấn hỗ trợ và định hướng và năng lực nghề nghiệp từ phía học viện ha. Thì những thông tin đó thì các bạn có thể coi trong description, rất nhiều những cái bài giảng đã có trước rồi, mọi người tìm hiểu thêm. Ok, cuối cùng một quả bonus là nếu ngày hôm nay các bạn đang trót học những cái ngành nghề mà bị chủ kênh ném đá, thì anh xin được bổ sung thêm một số góc nhìn cá nhân của anh về 4 cái ngành học đã bị chỉ trích trong cái video clip viral trên mạng, nếu các bạn thật sự quan tâm. Thứ nhất, đó là ngành quản trị kinh doanh. Thì thẳng thắn đi các bạn, cái nhu cầu cho cái ngành này rất là lớn, bởi vì nhân lực của nó gắn liền với quá trình vận hành của hầu hết các doanh nghiệp. Và đầu vào thì nó gọi là quản trị kinh doanh, nhưng mà khi các bạn học lên năm 2 thì sẽ bắt đầu chia ra rất nhiều những cái chuyên ngành nhỏ khác nhau, rất là đa dạng: kế toán, kiểm toán, marketing, tài chính, doanh nghiệp, rồi logistics, rồi customer relations, PR, HR, nhiều lắm các bạn. Cái vấn đề duy nhất của cái ngành quản trị kinh doanh đó là cái ngành này nó có thể làm được trong bất cứ cái industry nào, cho nên nó bị mơ hồ về lĩnh vực. Ví dụ các bạn có thể làm kế toán, nhưng mà kế toán cho công ty xây dựng, hay là công ty sản xuất hàng tiêu dùng nhanh, hay là công ty điện tử, hay là công ty về y tế, công ty về giáo dục, đúng không? Ha. Cho nên là cái khó khăn lớn nhất của cái ngành quản trị kinh doanh là nó bị thiếu định hướng về industry. Vì vậy, những bạn nào đang học quản trị kinh doanh, nếu chúng ta xác định được cái industry, cái ngành và cái lĩnh vực mà sau này các bạn muốn theo đuổi, thì việc học của các bạn sẽ tập trung hơn và có định hướng tốt hơn rất nhiều. Thứ hai, đối với ngành ngôn ngữ Anh á, thì phải đi thẳng vào vấn đề đi. Là khi chúng ta ra trường á, thì những cái ngành nghề phổ biến nhất của ngành ngôn ngữ Anh đó là đi dạy tiếng Anh hoặc là đi làm phiên biên dịch. Thì các bạn phải rất cẩn trọng, bởi vì ngày hôm nay cái ngành biên phiên dịch nó đang bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng bởi ChatGPT và rất nhiều những công cụ dịch thuật bằng AI, cho nên nó đang bị cái áp lực đào thải rất là lớn. Đây là sự thật. Rồi nếu chúng ta quyết định là sẽ đi dạy tiếng Anh, thì các bạn lưu ý là cái hiểu biết về tiếng Anh rồi cách học tiếng Anh thôi là chưa đủ đâu. Các bạn phải rèn luyện thêm những cái interpersonal skill, kỹ năng để khơi gợi cái sự hứng thú, cái sự tò mò của học sinh đối với ngôn ngữ tiếng Anh. Thì chỉ khi đó các bạn mới cạnh tranh được với rất nhiều những cái apps học tiếng Anh được hỗ trợ bằng AI đang phát triển rất quyết liệt ngày hôm nay. Thứ ba, ngành marketing. Anh hoàn toàn đồng ý là marketing ngày hôm nay thực chiến là cực kỳ quan trọng, bởi vì thị trường nó đang biến động một cách khủng khiếp và không lường trước được với sự ra đời của mạng xã hội, rồi tất cả những cái phương thức làm marketing nó đang thay đổi chóng mặt luôn. Cho nên các bạn phải có được cho mình những cái năng lực thực chiến. Tuy nhiên là nếu các bạn chỉ có năng lực thực chiến mà thôi, thì khi ra trường đi làm, các bạn chỉ dừng lại được ở cái vị trí của những nhân viên thực thi, executive mà thôi. Các bạn sẽ không thể lên những cái vị trí cao như là quản lý hay là giám đốc về chiến lược. Để lên được những cái vị trí cao hơn và làm được những cái dự án thực sự rất quan trọng về marketing, như là đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm, xây dựng được thương hiệu của một sản phẩm, của một doanh nghiệp, thì các bạn bắt buộc phải trang bị những cái hiểu biết cơ bản và nền tảng của marketing. Thứ tư, đó là ngành nhân sự. Cái ngành nhân sự thật ra nhu cầu càng ngày càng lớn, đó là sự thật. Tuy nhiên là các bạn lưu ý là nhân sự thông thường ở Việt Nam sẽ mang cái tính hành chính là nhiều lắm nha. Phần lớn công ty cái vai trò nhân sự nó chỉ là tuyển dụng, rồi cho người ta on board, rồi tổ chức sinh nhật, rồi tổ chức team building, rồi lâu lâu tổ chức một vài cái training, rồi quà thưởng cuối năm, không? Rồi giải quyết những vấn đề nghỉ việc, thai sản cho nhân sự, thì nó mang cái tính hành chính rất là nhiều. Vì vậy nếu các bạn thật sự tâm huyết và muốn đi sâu vào cái ngành nhân sự, thì trong quá trình học các bạn phải lĩnh hội được những cái tinh hoa của ngành nhân sự, giống như là chúng ta phải hiểu sâu về cái hành vi tổ chức, rồi hiểu sâu được về cái phương thức phát triển năng lực đa dạng cho nhân sự, rồi cách chiến lược xây dựng được tổ chức, phát triển văn hóa doanh nghiệp, thì tới lúc đó các bạn mới chạm được tới những cái tinh hoa trong ngành nhân sự. Và điểm cuối cùng về ngành nhân sự là khi chúng ta ra trường đi làm, phải tỉnh táo để ý là không phải cái công ty nào cũng có thể dùng đến những cái chức năng nâng cao của ngành nhân sự. Các bạn phải tìm cho đúng công ty.
Bởi vì thông thường chỉ có những tập đoàn lớn, những công ty nước ngoài, những tập đoàn đa quốc gia thì họ mới có cho mình cái sân chơi thực sự sâu sắc về nhân sự. Tuy nhiên, nói cho nhiều thì thẳng thắn nha, đây là những góc nhìn cá nhân của riêng anh thôi. Cho nên là nếu các bạn có băn khoăn hay là các bạn muốn phản biện hay đóng góp thì anh rất sẵn lòng lắng nghe. Mọi người có thể thả comment của mình ở bên dưới. Alright. Và rồi cuối cùng, đó là sự nghiệp của riêng các bạn. Cho nên nghe người này người kia học hỏi cho đã rồi, nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta phải không ngừng cập nhật với lại cái biến động của thực tế, thì chỉ khi đó chúng ta mới tiếp tục trở thành một cái nhân sự hữu dụng cho doanh nghiệp và cho thị trường. Và lúc đó công việc sự nghiệp của chúng ta nó mới phát triển một cách bền vững được.